Ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ nghi nổ súng trên đường bờ kè sông Tiền, đường Hoàng Sa, phường 4, thành phố Mỹ Tho. Được biết, khi một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè đường Hoàng Sa ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, bất ngờ xuất hiện nhóm người đến nổ súng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 phút tối ngày 23 tháng 9, một nhóm thanh thiếu niên ngồi uống nước trên vỉa hè ở đường Hoàng Sa, phường 4, Lúc này xuất hiện nhóm 4 thanh niên đi trên hai xe máy đến. Bất ngờ, một người ngồi sau xe cầm hung khí tự chế và vận nghi súng bước xuống tấn công, bắn nhiều phát về phía nhóm thanh thiếu niên ngồi trên vỉa hè. Sau khi vụ việc xảy ra, hai nhóm này tự giải tán không ai bị thương. Riêng nhóm thanh niên nghi nổ súng chạy về hướng cầu Rạch Miễu, phường 6, thành phố Mỹ Tho. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 vỏ đạn bằng đồng, đầu đạn bằng cao su, chưa xác định loại súng, Ngày 24 tháng 9, công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng trên bờ kè sông Tiền. Liên tiếp các vụ việc nhóm đối tượng trẻ tuổi dùng hung khí tự chế và súng hỗn chiến với các nhóm hoặc cá nhân khác do mâu thuẫn, hoặc dùng súng trái phép để thị uy khiến cho người dân không khỏi lo lắng. Lực lượng chức năng đã và đang tiến hành điều tra, truy quét các nhóm đối tượng nói trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như giảm thiểu nguy hiểm cho người dân.